Thư viện tỉnh vừa khai mạc cuộc thi vẽ tranh theo sách năm 2024 với chủ đề Ba đi vốn tàu trong tôi. Cuộc thi do Thư viện tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và tỉnh đoàn tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23 tháng 4. Trong thời gian 60 phút, 300 thí sinh là học sinh, sinh viên, giáo viên và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi sẽ vẽ tranh từ nội dung sách tâm đắc, mô tả những sinh hoạt hàng ngày, những nhân vật trong sách báo, truyền cổ dân gian, truyền thuyết, lịch sử văn hóa gắn liền với quê hương bà rịa vũng tàu. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 tại trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Long Điền.